Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân mới năm nay, đông đảo người dân địa phương và du khách thỏa thích sáng tạo nên những bộ ảnh đẹp đầy sắc xuân tại nhiều điểm check-in mới ấn tượng và độc lạ ngay tại thành phố biển Phan Thiết. Cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 15 km về hướng nam, tại dự án du lịch quy mô lớn Nova World ở xã Tiến Thành, dù đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng nơi đây đã nhanh chóng thu hút rất đông du khách đến thưởng ngoạn. Nhiều hạng mục mang phong cách châu Âu hòa mình trong thiên nhiên tươi đẹp. Với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đặc trưng của Bình Thuận đã tạo nên sức hút mạnh mẽ với du khách gần xa đến check-in, tham quan, vui chơi bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhất là dịp đầu xuân mới. Em thấy ở đây phong cảnh đẹp, điểm lý tưởng để em check-in với gia đình, bạn bè. Khu vực ở đây em thấy đẹp, độc lạ, một nơi rất lý tưởng để đi du lịch. Còn ngay tại trung tâm thành phố, khu vườn nhà ai lại mang đến cho du khách một cung bậc cảm nhận hoàn toàn khác biệt khi được đắm mình trong một làng quê thu nhỏ yên bình. Với chỉ gần 5.000 m², nhưng qua bàn tay chăm sóc của chủ khu vườn này, nơi đây sở hữu rất nhiều loài hoa đẹp, đang khoe sắc thắm cũng như lưu giữ nhiều vật dụng làng quê mà bao lâu nay đã trở thành ký ức khó quên với bao người. Dù mới chỉ hoạt động vào hôm qua, nhưng đến trưa nay, khu du lịch này đã thu hút gần 1.000 lượt khách đến tham quan chụp ảnh. Rất là thoải mái và có thể cho mọi người thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Cũng nhân cái dịp cái mùa xuân này nên cái ý tưởng mình làm một cái hồn quê giữa phố để tạo một cái nơi cảnh quan cho mọi người địa phương và khách du lịch đến đây tham quan và chụp ảnh để làm kỷ niệm trong những ngày xuân thế này. Những khu du lịch đẹp, những điểm check-in ấn tượng ngay trong lòng thành phố biển Phan Thiết như tô điểm cho sắc xuân thêm rực rỡ, cho lòng người thêm rạo rực, rộn ràng, cùng hương sắc mùa xuân với bao niềm tin tươi sáng.